chúng con bề cúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy. Không có vui kẻ thân trí hiền cúc là cúc lên cao thượng. Ở trung trường đã là thân cha luân tư tâm cúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội khéo ưng lý nhưng lời kiêm nhường đi tu bà thì đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận dục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời tâm không đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình của Phật pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Di Thà Ni Cà Giá, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 34, Kinh Thập Thượng, Dasutara Sutta, năm pháp khó thể nhập 5.7 sẽ do Thượng Tọa chấp giảng dạy để mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Dạ, chúng con xin thành kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Buddhaya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trụ trong thiền.
Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dasutara Sutta 5.7 sẽ do thượng tọa Chắc Đẳng dẫn giải chương trình. Dạ, con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con kính ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giác Mô Sam Pha Gia. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thiên Văn Minh Đức Phật. Tôi chờ Thượng Thượng Đức Phật, tôi chờ tất cả những Phật tử. Kính thưa quý vị, nay chúng ta học về năm pháp khó thể nhập. Những chi pháp này thì không phải là khó, nhưng mà để hiểu được cách mà chúng ta tu thiền với cái điều mình nói thì chỉ về quán để mà xuất ly khổ các dục, xuất ly phẫn nộ, xuất ly não hại, xuất ly các sắc và xuất ly hữu thân. Làm như thế nào để đạt đến mức độ đó, cái đó mới là khó thể nhập, khó làm. Cho nên năm pháp này không phải chỉ đừng là chúng ta niệm cái điều một đó là đủ, chúng ta còn phải làm cái gì đó hơn nữa, nghĩa là chúng ta đạt đến kết quả như thế nào mới có thể thành tựu được cái sự xuất ly này. Và chính vì chỗ đó mới được gọi là pháp khó thể nhập. Bài học hôm nay sẽ do thượng tọa Chắc Đẳng giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Và trước hết xin mời Phật tử chi chúng thì tôi mẫn đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thì tôi giảng sư giảng giải. Nam mô Phật Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con xin đọc chánh kinh. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập.
có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp rất khó thể nhập, năm giới hướng đến giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập, dục vọng không tinh lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tính lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy rất khéo ly, khéo tu, khéo cởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi do duyên. Các dục lạc ấy đối với chúng được giải thoát, không còn được cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tinh lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với sân, với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tính lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tinh lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tinh lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tinh lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo dạy, khéo ly hệ đối với sắc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ, cảm giác, như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vậy, này các tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác như vậy, như ấy, như vậy được gọi là giải thoát với sắc, đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tính lạc an trú, bị chi phối bởi thân diệt, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân.
Đó là năm pháp rất có thể nhập, khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn 266. Năm pháp khó thể nhập. Dupativiya Thamma, tức là năm xuất ly giới Nisara Niya. Phatuyo, tính chất ly khai, chướng ngại pháp. Số 1. Xuất ly các dục. Khamà năng, Nisara năng, tức là tâm giải thoát khỏi sự tham muốn dục lạc. Được như vậy do khéo tu, chứng thiền, đề mục bất tịnh. Asupa Phaha năng. Số 2. Xuất ly phẫn nộ. Yabha Dasa Nisara năng, tức là tâm giải thoát khỏi sự sân giận. Được như vậy nhờ khéo tu tập thiền đề mục từ tâm Metta cha năng. Số 3. Xuất ly não hại. Vihe Saya Nisara năng, tức là tâm giải thoát khỏi sự não hại. Được như vậy nhờ khéo tu tập thiền đề mục vi tâm Karuna và năng. Số 4. Sự xuất ly các sắc Rupa năng, Nisara năng, tức là tâm giải thoát khỏi các sắc tưởng. Được như vậy nhờ khéo tu tập chứng bốn thiền vô sắc Arupa hà năng. Số 5. Xuất ly hữu thân Saraya Nisara năng, tức là sự giải thoát khỏi năm thủ uẩn tái sinh trong tương lai. Ở đây một vị đã chứng đắc đạo quả A-la-hán Arahata Magathalang, sự chứng đạt ấy gọi là xuất ly hữu thân. Và 239 và 278 Sangiti Sutta và chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Và còn thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Thượng tọa Giác Đẳng dẫn giải bài học hôm nay. Và con xin sám hối. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu. Đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến những vấn đề có tất cả chung chung đó, thì hầu như nói thế nào cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta càng đi sâu đi vào chỗ tinh tế đó, thì cái này nó có những khác biệt hết sức là tinh tế đối với cái khác. Và những khác biệt này cần được phân rõ. Bài kinh ngày hôm nay nói về năm pháp rất khó thể nhập. Thưa quý vị, chữ thể nhập có đôi khi được người Việt Nam chúng ta hiểu ở trong nhiều cách. Nhiều khi mình nghĩ mình thể nhập là mình hòa mình vào cái gì đó, nhưng mà thật ra chữ thể nhập ở đây nên được hiểu đó là sự thấu suốt, sự quán triệt, nắm rõ một cách rất là xuyên suốt. Thì năm pháp ở tại đây, thưa quý vị, không đơn giản thuộc về những gì mà mình thích hay không thích, hay hoặc giả là chúng ta có thể nhìn qua cái trạng thái tự nhiên của nó và chúng ta đưa ra kết luận là
Cái đó là cái mà nên hay không nên. Và thực sự những pháp này nó đã trở thành một cái nếp rất là sâu xa ở trong lòng của mỗi chúng sinh. Từ vô lượng kiếp chúng ta đã có một cái thói quen nhìn như vậy, và cái những do thói quen mà chúng ta y cứ trên điều này để nhìn vào sự tồn tại của chính bản thân của mình. Lấy ví dụ, bây giờ chúng ta nói pháp đầu tiên, đó là nói về dục. Dục ở đây không đơn thuần là những gì mà mình ham muốn, nhưng mà nó còn liên hệ đến hạnh phúc, nó còn liên hệ đến những ý nghĩa của đời sống. Dù đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, tức là những gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, khả ái, khả ý, hay là những cái ý tưởng rất là hạnh phúc ở trong lòng, như là được người ta khen, hay là mình làm cái gì đó mà mình cảm thấy thích, mình sáng tác được một bài thơ, mình làm được một công trình gì đó mình hài lòng. Tất cả điều đó nó đều liên quan đến điều mà mình gọi là cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy thích thú. Thì những điều này nó trở thành một cái lẽ sống của tất cả chúng ta. Nói cho cùng thì người ta nói rằng ở trong Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng con người sinh ra đều có cái quyền bình đẳng để mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà đó là nói về cái quyền. Nói căn bản là tất cả chúng sanh đều có cái tâm mưu cầu hạnh phúc. Và chúng ta luôn luôn đi tìm cái gì đó mà mình cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn. Tôi nhớ có một lần được nghe một pháp thoại của Ajahn Thet. Lũng Phó Thet là một vị cao tăng ở bên Thái Lan. Bài pháp được ngài nói bằng tiếng Thái, và có một vị sư người ăn nhưng mà ở Thái, sống Thái rất là lâu, đã dịch lại bằng tiếng Anh. Ở trong bài pháp này, ngài có đề cập đến một đoạn là khi mà mình tu tập đó, mình phải hiểu rằng nó có một cái thứ bản năng, đó là đi tầm cầu cái gì đó mà khả ái, khả ý, vừa lòng. Thì ngài dạy rằng một cái vị sư bỏ tất cả vào trong rừng tu cũng không có nghĩa là vị này đã trốn thoát cái chi phối của cái mà đi tìm cái để vừa lòng đó. Người đời thì họ mặc cái áo đẹp đó thì họ vừa lòng, mình mới nhiều khi mình phải mặc cái y đẹp mình mới vừa, mà không phải y đẹp mà y vừa ý, cái nó như vậy thì mình mới hài lòng. Người đời họ sử dụng cái tư cụ của họ thế này thế kia, còn mình bình bát phải như vậy mới hài lòng. Kể cả am thất, kể cả cái khung cảnh. Ví dụ như là có những người họ thích cái cảnh nhà cao cửa rộng thì họ cũng có dính mắt. Nhưng mà khi mình tu tập mình phải coi chừng. Có thể là mình không thích nhà cao cửa rộng, nhưng mà mình thích một cái tịnh thất rất là yên tịnh ở bên bờ suối, hay là ở trong bìa rừng, hoặc giả là ở một nơi nào đó, thì mình phải cẩn thận với những thứ đó. Có thể rằng con đường đê ở trên một cánh đồng lúa chín nó không có phải là xa hoa, nó không phải là cái gì đó mà sánh được với cái ở như thành phố Bangkok hay là những con đường đi, nhưng mà chỗ đó cũng không có nghĩa là mình không dính mắt. Cái sự dính mắt nó đeo đuổi nó theo mình, nó theo mình từ trong cái ngõ ngách. Mặc dù mình bỏ tất cả nhưng mà mình vẫn còn luôn luôn tìm cái gì đó để thỏa mãn. Và nếu mà một ngày đó mình thức dậy đó mà mình không đi tìm cái gì vừa lòng đó, thì thật ra mình cảm thấy đời sống nó buồn. Bởi vì
lúc mà chúng tôi ở với ngài ở chùa ngài Thanh Sa đó, thì họ có một cái ở trong chùa có một cái tổ chức cũng rất là thú vị thưa quý vị, là cứ 3 tháng như vậy thì bốc thăm để mà thay đổi âm thất một lần. Ở trong chùa thì có tới 80 mấy cái tịnh thất dành cho chư tăng ở, và những tịnh thất này có chỗ xây cất rất là gần, có chỗ xây cất rất là xa cái giảng đường, có chỗ xây cất ở dưới những bóng cây cổ thụ, có những chỗ xây cất tương đối là ở ngoài chỗ mà rừng dồi, trời nóng, có chỗ đẹp và chỗ không đẹp. Nhưng một điều mà các vị hay nhắc đó là cứ mỗi 3 tháng như vậy là chư tăng họp lại trong ngày Bồ Tát, và bao nhiêu lá thăm, như là 80 lá thăm được viết thì mình bốc, có nhiều khi mình được số 45 thì mình đến cái góc của, mang số 45 ở, hay là 67 mình mang góc số 67 ở. Thì ban đầu chúng tôi cảm thấy chuyện đó rất là phiền. Dạ, chúng tôi cảm thấy rất là phiền là tại vì mình đã đến một chỗ mình ở rồi, mình đã quen quen đường đi, quen cách sử dụng nhà vệ sinh, quen thế này thế kia rồi, bây giờ thì lại tự nhiên là mình tới kỳ 3 tháng rồi mình phải đi nơi khác. Nhưng mà ở đó nó có những cái điểm rất là lợi ích. Lợi ích thứ nhất là bởi vì mỗi 3 tháng mình di chuyển, do đó mình không có muốn giữ nhiều đồ đạc. Giữ nhiều đồ đạc đâu có chỗ đâu mà gửi. Giữ nhiều đồ đạc sách rất là phiền, và cũng không ai sách phụ mình hết. Tất cả những cái tư trang của mình có được đều trong cái túi đẩy lớn, rồi mình quẩy trên lưng chúng cái ba lô vậy đó. Chúng tôi thường gọi là túi càng khôn, là một cái đại lớn với chư tăng đựng bình bát trong đó, rồi đựng y tăng già lê, rồi đựng đồ. Thành ra tất cả những gì mình có nó phải vừa đủ để cho mình mang mình sách thôi, chứ không có nhiều hơn. Rồi mình đến một cái chỗ mà mình hoàn toàn không có một cái kỳ vọng. Có khi thì từ cái chỗ mà bình thường đến chỗ bình thường, có chỗ bình thường đến chỗ đẹp hơn, có khi chỗ đẹp đến chỗ xấu hơn. Thì cái cảm giác mà vui khi được cái âm thất tốt hơn, hay là hơi thất vọng là chỗ xấu hơn, thì điều đó, đó được xem như là một cái đề mục để tu tập. Và thưa quý vị, một điểm khác mà rất có lợi cho khi mà mình dời âm thất thường xuyên như vậy đó, nó tạo cho chúng ta một cái thái độ, một cái tinh thần gọi là thích nghi. Dạ, thích nghi nghĩa là bằng lòng với cuộc sống. Cuộc sống như thế nào thì hoan hỷ, mà thật ra mình không có cách khác, không lựa chọn nào khác. Và lâu ngày đó, thì mình khám phá ra một điều rằng cái thái độ thích nghi đó, nó làm cho chúng ta ít có khổ, ít có thất vọng, ít có phiền hơn là mình luôn luôn đòi hỏi là mọi việc nó phải đi theo cái hướng mình muốn, hay là mình đầu tư tâm trí, đầu tư thì giờ để làm cái này làm cái kia. Nhất là các vị thiền sư, các vị hay chúng tôi xin hỏi quý vị có còn nghe được không? Thì thứ gì thì cuộc sống của chúng ta là mình luôn luôn đi tìm hạnh phúc, luôn luôn đi tìm cái gì đó vừa lòng vừa ý, và luôn luôn đi tìm những cái gì đó mà mình cảm thấy thỏa mãn. Thì ban đầu mình nhìn thấy điều này là điều tất rất là tự nhiên của con người, nó không có chuyện gì để khó hiểu về chuyện đó hết. Tại vì sao vậy? Tại vì ai mà không mong cầu hạnh phúc, ai mà không tìm cái vừa ý. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập và chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì cái sự đi tìm đó, đó nó có những cái khuyết điểm mà chúng ta không thể không biết. Thứ nhất đó, là càng đi tìm cái mà vừa ý đó, thì khi mà chúng ta gặp cái không vừa ý đó, thì chúng ta càng bực mình. Và đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình đi tìm cái gì vừa ý một lúc nào đó mình sẽ thỏa mãn. Nó không có cái chuyện thỏa mãn ở đây. Hết cái này thì nó bắt cái khác. Và đồng thời cái mà mình luôn luôn đi tìm cái vừa ý đó, thường nó làm cho mình đánh mất
những giờ phút hiện tại. Chúng tôi gặp một cái chuyện mà rất là thường xảy ra, đó là đưa quý Phật tử đi hành hương ở chùa, ở nhà đó. Lúc chưa đi thì cứ trông ngóng làm sao mà mình đi qua bên Ấn Độ đi lại Phật để hành hương. Thì chuẩn bị đủ thứ, hỏi đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà rồi tới khi sang bên đó rồi, cái tâm nó không để bên đó, thưa quý vị. Lúc đang đi như vậy thì nghĩ chuyện nhà, à, mua cái này về nhà, mua kia về nhà, và về nhà lo chuyện này, lo chuyện kia. Tức là mình khi ta về lại nhớ lúc ta đi. Khi mình ở núi này thì mình trong núi nọ, ở thời điểm này trong thời điểm khác. Chúng ta giống như là một cái con vật, con ngựa mà được treo bó cỏ trước, là luôn luôn hướng về phía trước thôi, chứ là làm sao để ngóng ngóng đi tới vậy. Và do vì mình nên hiểu cái bản chất của dục, và hiểu bản chất của dục, cái dục không phải dễ hiểu. Như Ngài Rách Thấp Ba Lát, Ngài có lần Ngài nói rằng từ Đức Thế Tôn Ngài học được một điều là thế giới là khiếm khuyết, nô lệ cho tham ái. Là cái đi tầm cầu đó, chúng ta cứ tiếp tục lên đường, tiếp tục đi tìm, tiếp tục dõi mắt về phương trời xa xăm, nhưng mà chúng ta thật sự không bao giờ có thể đạt đến cái đích điểm mà mình thỏa mãn hoàn toàn hết. Thành ra đây là một điểm rất là khó có thể thể nhập, rất là khó có thể quán triệt được, bởi vì nó là một cái lẽ sống của chúng ta rồi. Để quán triệt được cái dục là không phải dễ, thưa quý vị. Một cái trạng thái kế tiếp đó là về cái sân. Về cái sân, sân là sự bực bội khó chịu. Đây là một cái gì rất là tự nhiên khi mà chúng ta sống với dục. Dục và sân đó, nó giống như hai mặt của một đồng tiền vậy đó. Ví dụ như mình làm cái gì mình muốn nó phải đẹp, nó phải thế này thế kia, thì cái mà không đẹp, không thế này thế kia làm cho chúng ta cảm thấy rất là phiền. Rất là phiền. Ngày hôm qua ở chùa, thưa quý vị, có mấy mươi vị tăng đến chùa, được thỉnh đến, rồi tổ chức để cúng dường cho mình bác. Và trong lúc chư tăng và chúng tôi có chuẩn bị một cái con đường đi cho chư tăng đi khất thực dọc theo hành lang của chùa, thì thưa quý vị, ở trên cái cách tổ chức là mình có mấy chục món mà Phật tử họ mang đến, như là cơm hay là bánh hay là nước hay là trái cây. Thí dụ như cam thì họ có chuẩn bị 40 trái cam, nước thì chuẩn bị 40 trái nước, cơm là 40 cơm chẳng hạn. Và khi mà chuẩn bị như vậy đó thì ở trên nguyên tắc đó là mình mỗi một món như vậy đó thì có 3-4 người. Thí dụ chư tăng đi đến thì họ đặt vào trong bình bát, thì thí dụ 40 chai nước thì đủ cho tất cả chư tăng, 40 bát cơm cũng đủ tất cả chư tăng. Thì mặc dù chúng tôi đã có sắp xếp, mặc dù chúng tôi đã có hướng dẫn, nhưng mà rồi đến khi mà mình thưa quý vị họ, nhưng mà đến khi chư tăng đi khất thực đó, thì chúng tôi mới nhận ra cái chuyện là có rất nhiều người họ không có biết cái cách để bát đó. Họ lấy một cái thau và họ gom những món đồ đó. Thí dụ như họ gom mỗi người một chai nước, rồi nắm cơm, rồi thứ này thứ kia. Rồi họ đứng, họ để coi để cho chư tăng, vị thợ để này, vị để kia. Do đó có vị có cơm thiếu nước, có nước thiếu cơm, v.v. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ một điều trong lòng là tại sao những người này họ lại làm thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay lúc đó thì chúng tôi chợt nhận ra một điều rằng khi mà mình làm việc, mình sắp xếp, mình muốn nó đi theo cái trật tự, để đi theo lớp lan. Và khi mà mình nghĩ đến cái trật tự lớp lan đó thì mình khoan nghĩ. Nhưng mà nếu mà nó không có nằm trong lớp lan trật tự đó thì mình lại đâm ra mình bực bội. Tại vì mình muốn nó như thì đừng như thế kia. Thì lúc đó chúng tôi có thể đọc được ngay trong cái nội tâm của chúng tôi rằng giả sử như chúng tôi không có kỳ vọng á, là nó phải thế này, đừng như thế kia đó, thì mình không có bực. Nhưng mà tại vì mình nghĩ rằng nó phải thế này mà nó lại xảy ra thế kia thì mình bực bội. Cái đó là cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Hễ cái giá mà chúng ta phải trả đó là, thí dụ quý vị sống sạch sẽ mà ai mà cái gì mà dơ dáy thì quý vị bực. Mà hễ mình thích
cái gì nó gọn gàng, mà cái người không gọn gàng thì mình bực. Mình thích màu màu vàng mà người ta đưa ra màu đỏ thì mình bực. Mình muốn nó thế này mà nó xảy ra thế kia thì mình bực. Thật ra cái sân đi luôn luôn đi với cái sân, nó luôn luôn đi với cái dục. Cái sân đi với cái dục. Cái đó là cái mà mình phải để ý. Thật ra con người mình sống ở trong đời này đó. Hồi hồi xưa chúng tôi vào trong làm việc trong Paul này, thì quý vị có một thời gian, nếu mà vị nào đã sinh hoạt từ ban đầu như ở đây có cô Hạt Cát chẳng hạn, thì chắc là quý vị nhớ là thời gian đầu tiên mà chúng tôi làm trong Paul Talk, chúng tôi hay lên tiếng đối với các vị MC. Mình có cái phòng học riêng là mình nên lễ Phật như thế này là vừa phải, mình nên chào hỏi thế này là vừa phải, mình nên bắt đầu thế này. Và lúc đó một việc làm việc theo có một cái khuôn khổ rõ ràng lắm, nhưng mà phải nhận một điều rằng nó trơn tru thật, nhưng mà nó làm cho mình hơi vất vả, nó hơi mệt. Nó hơi mệt là bởi vì mình vào trong trong cái phòng sinh hoạt mà mình cứ phải bận tâm tới cái chuyện làm sao cho mọi thứ trơn tru. Bây giờ thì lúc sau này thưa quý vị, chúng tôi thường để cho các vị MC tự làm, và nhiều thứ nó rất là rườm rà, rất là lôi thôi. Ví dụ như có người lên cầm mic nói lung tung hết, nhưng mà chúng tôi thấy nó có một điều rằng mặc dù nó lượm thượm thật, nhưng mà tương đối chúng tôi khỏe hơn một chút, là chúng tôi có thể tập trung vào những trường khác hơn là cứ phải theo dõi việc làm của các vị. Thì ở đây chúng tôi muốn đưa ra một vài ví dụ để thấy rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, cái dục và cái sân nó luôn luôn đi như một cặp bài trục. Mình càng muốn nó gọn gàng, nó trật tự thì mình sẽ càng khổ khi nó không trật tự, không được gọn gàng. Không có thể nào mà một người mà muốn như thế này mà nó xảy ra thế kia mà người đó bình thường được hết. Thành ra đây là một một chuyện rất là khó và rất là khó nghĩ trong cuộc sống của mình. Do vậy nhiều khi mình học Phật pháp mình mới nghiệm ra một điều rằng cái bực bội của mình nó không phải đến từ cái chuyện trái ý nghịch lòng, mà sự bực bội của mình nó còn đến từ một cái nguyên chân sâu xa đó, đó là cái ý muốn của mình. Ý muốn, cái ví dụ mà Đức Phật ngài dạy chúng ta nghe muôn thuở đó là lá mà ở trong chùa Kỳ Viên mà người ta đem người ta đốt, người ta quăng xuống hố rác á, chứ thì không có bực mình, tại vì nghĩ rằng đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Ở trong cuộc đời này mình càng mong mỏi được sắp đặt, được bài trí, được bố trí, được nó như thế này như thế khác, thì thưa quý vị, khi mà gặp những cái ngược lại đó thì chúng ta càng khổ. Và cái khổ đó đó nó là một chuyện tất yếu. Cái dục luôn luôn nó có một cái hệ quả, đó là chúng ta rất là bực bội, là cái sân nó đi tay trong tay với dục. Và điều thứ ba đó mà chúng ta nói tại đây, tức là hận thù. Hận thù tức là cái sự bực bội đối với người khác, bình thường đó là sân thôi, nhưng mà đến chỗ mà chúng ta quán hận người khác đó, là cái gì nó liên quan đến trả của mình. Con người mình sống thì ai cũng có nhân ngã bị thử. Mình nghĩ đến bản thân của mình, nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến những người mà mình không thích, thì chúng ta thấy một điều đó là cái quan niệm mà nhân ngã bị thử nó ăn sâu vào trong người của mình đó, nên chi mà chúng ta rất khó tha thứ khi nghĩ đến người khác xúc phạm đến mình. Chúng ta rất khó tha thứ khi mà cảm thấy rằng người đó đe dọa mình, hay rất khó tha thứ khi mình nghĩ rằng người đó đó họ làm thân với kẻ thù của mình, hay làm lợi cho kẻ thù của mình, hay là người đó làm hại người thân của mình. Những thứ đó nó trở thành cái gì đó mà rất là sâu kín ở trong lòng. Kể cả cái trạng thái này là mình cảm thấy hả hê, cảm thấy thỏa mãn khi kẻ thù của mình bị khổ. Mình phải coi chừng cái cảm giác đó, tại vì nó thầm kín trong lòng mình không thấy được, và mình rất là khó thấy. Cái quan niệm mà về tôi, về ta ở trong ba cái sự ngã chấp đó, là đây là tôi, đây là của tôi, và đây là tự ngã của tôi. Thì cái tôi đó
là nói lên cái nhìn về sự hiện hữu của mình. Tôi là như thế này, tôi là thế kia, đây là của tôi, mình nói lên cái gì mà mình muốn gọi là sở hữu. Đây là nhà của tôi, xe của tôi, đồ đạc của tôi. Nhưng mà cái tự ngã của tôi đó, thưa quý vị, nó nói lên một cái so đo giữa cá thể này và cá thể khác, giữa ta với người khác, cái vết giữa ta với người đó. Thì ở đây nó là một điểm rất là tế nhị, nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là mạng tùy miên. Và cái mà quan điểm về ta với người ở tại đây đó, thì như hồi nãy chúng tôi có nói rằng khi những nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta trở nên hiềm hận với người khác, nghĩ rằng người đó làm hại ta hay làm hại người thân của ta hay là làm lợi cho kẻ thù, nó có nhiều lý do, nhiều lý do mà người ta trở nên thù oán. Và cái tâm thù oán này đó, nó trở thành một chuyện rất là đương nhiên của cái mà gọi là chấp thủ vào đây là tự ngã của ta. Cái thời đại mà chúng ta đang sống, thưa quý vị, là một thời đại mà có rất nhiều cái làn ranh, và làn ranh đó khiến cho con người có một cái chấp về cái tự ngã, đây là tự ngã của ta. Ví dụ như là chúng tôi có nhiều lần đề cập là mình chấp thủ rằng mình là người Việt Nam, mình là người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mình là người Phật tử, mình là người Á Châu, mình là người thế này thế kia, mình thuộc thế hệ này, thuộc thế hệ kia. Những cái sự phân cách như vậy đó, nó làm cho chúng ta tạo nên một cái thái độ gọi là đối nghịch, trái chống với nhóm này, trái chống với nhóm kia. Và từ chỗ đó, khi mà bị đụng chạm đó, mình trở nên thù hận. Sống ở Mỹ trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng về nội tâm rất là lớn. Chưa bao giờ trong một cái xã hội Mỹ mà vì vấn đề chính trị người ta nhau như vậy. Quý vị biết là có khi một tuần lễ đó, nó xảy ra 2-3 cuộc thảm sát. Có những người mà như El Paso kìa, rồi anh nói chỉ là do anh ghét những người Mỹ mà anh đem súng, anh xả súng vào trong siêu thị Walmart, chết cả 20 người. Cái chuyện mà một cái chính phủ Mỹ mà bây giờ đó họ một vị tổng thống lãnh đạo mà luôn luôn kêu gọi bài xích di dân và lên án người di dân, nó làm thỏa mãn một số người, nhưng mà thay vào trong đó thì nó đổ dầu vào, nó tạo nên một cái sự kỳ thị rất là lớn. Và chúng ta hiểu rằng nó là vấn đề chính trị, chúng ta hiểu là nó là vấn đề tất yếu. Cũng giống như ngày xưa chúng ta nói vấn đề toàn cầu hóa, thì cái toàn cầu hóa nó cũng dị ứng với một số người, ngay cả vấn đề môi sinh cái gì dị ứng. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là để có thể cổ võ cho những cái điều này đó, người ta đã kêu gọi, trong sự kêu gọi đó người ta tác động giữa nhóm này và nhóm kia. Và cái chuyện mà xảy ra để nổ súng, để giết nhau, đánh nhau dọc đường, nó là cái chuyện mà khó thể tưởng tượng như một quốc gia ở Mỹ. Bây giờ thưa quý vị, có những cái thành phần kỳ thị da màu đó, họ đi biểu tình công khai ngoài đường ở tại Mỹ, và những người khác biểu tình chống đối lại, và hai bên thậm chí bắn với nhau, giết với nhau, lái xe hút đâm với nhau. Thì nhiều khi chúng ta nghĩ chuyện đó rất là rừng rú xảy ra một quốc gia, ở trên một quốc gia mà văn minh tiến bộ, nhưng mà chuyện đó đang xảy ra ở nước Mỹ hầu như là hàng tháng, hàng ngày nó xảy ra ở tại đây. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng con người của chúng ta rất là dễ, và rất là dễ xảy ra hận thù, và rất dễ xảy ra hận thù. Nước Việt Nam chúng ta trải qua một giai đoạn rất là dài, chúng ta nói về ý thức hệ, về cộng sản, về tự do, chúng ta nói về miền Bắc đánh miền Nam, chúng ta nói về Việt Nam và Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc, chúng ta nói về giặc ngoại xâm và nội chiến, nó đủ thứ lần tranh, đủ thứ lần tranh để chúng ta tạo nên hận thù. Và cái hận thù đó, nó không đơn giản để mà chúng ta bỏ qua hay là chúng ta làm ngơ đi một sớm một chiều, và chúng ta cũng phải coi chừng. Chúng tôi biết rằng ngay cả các vị tu sĩ mà đôi khi không khéo thì nó có những cái hận thù mà ví dụ như là bây giờ nghe người ta nói nhiều về người Hồi giáo, và một thời gian rồi tự nhiên đâm ra thù người Hồi giáo.
cái chuyện mà chúng ta muốn nói tại đây không phải là người Hồi giáo tốt hay xấu, mà cái việc mà chúng ta nói đây chúng ta là một vị tu sĩ Phật giáo sống hàng ngày, nhưng mà nuôi dưỡng cái tâm hận thù đó để làm gì? Dạ, để làm gì cho chúng ta? Hận thù chỉ là hận thù thôi. Dạ. Nhưng mà những vị này khi mà tự nhiên nói về người Hồi giáo thì căm phẫn, nói về bực tức, nói về hận thù, cái đó là cái mà rất là phiền. Hồi chúng tôi còn nhỏ ở gần sư trưởng á, có khi sư trưởng có nói một câu là sư trưởng nói rằng mình lỡ giận ai, quán ghét ai, rồi đêm nay mình mất đi thì chắc mình đi xuống. Mà quả thực cái đó là cái rất là bất lợi của cái tâm thù hận. Cứ tưởng tượng là mình quán hận một người nào đó, mình thù một người nào đó, và lỡ đêm nay mình chết đi sao vậy? Thì thật sự quý vị, mình chết bằng cái tâm hận thù đó. Mà cái hận thù là cái rất dễ để nó sanh khởi vì nhiều lý do, không phải chỉ có chuyện đụng chạm tranh danh đoạt lợi với nhau mới là hận thù, mà có hàng trăm thứ để cho chúng ta hận thù. Như chúng tôi nói đó, một vị tu sĩ sống ở trong một ngôi chùa ở Mỹ không ăn thua gì tới người Hồi giáo hết, nhưng mà nghe người ta email, nghe người ta nói nhiều về những người Hồi giáo thế này thế kia, mình cũng khởi cái tâm thù hận họ. Vì vậy đó, cái mà chúng ta nói như vậy là đây là pháp rất là khó thể nhập. Bởi vì sao vậy? Tại vì nó ăn sâu dấu kín, nó nằm trong cái bản chất của mỗi chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta nói đến cái pháp thứ tư mà rất là khó để chúng ta có thể thấu hiểu một cách hoàn toàn. Đó là cái vượt khỏi sắc để thể nhập vào vô sắc. Như chúng ta biết đó là thế giới của chúng ta đa phần là thế giới nó liên hệ đến vật chất. Năm cái cảnh là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, những cái cảnh sắc thân khí vị xúc, sắc thân khí vị xúc pháp, thấy sắc thân khí vị xúc, năm cái cảnh đó của năm giác quan, thì thưa quý vị, nó chiếm phần lớn cuộc sống của chúng ta. Mình nói đến thành phố mà mình đang sống, thì ở đó mình nghĩ đến cái khung cảnh, nói đến những cái âm thanh, nói đến cái mùi vị, nói đến sự xúc chạm, xúc chạm ví dụ như là trời mưa, trời nắng, hay là vị ví dụ mình ăn chỗ này ngon, chỗ kia dở, hay là mùi, ở đây có mùi của hoa, mùi của đống rác, âm thanh và âm thanh của xe cộ, hay là tiếng sóng biển, hay là hình ảnh, là những hình ảnh của con đường, của những cao ốc, v.v. Thì cái thế giới vật chất, mà cái thế giới của năm cảnh đó, nó chi phối chúng ta thường xuyên. Và khi mà chúng ta nói về cuộc sống, nói về thế giới đó, là chúng ta vẽ ra những cái gì gọi là muôn màu muôn sắc. Chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử nào mà có đọc kinh A Di Đà nói về cảnh cực lạc, hay là chúng ta thỉnh thoảng đọc một vài cái mô tả về thiên đàng đó, thì chúng ta cũng thấy được một điều rằng tất cả những hạnh phúc đó nó đều liên hệ đến sắc thinh khí vị xúc hết. Dạ. Thí dụ như là có cây bị báo, mặt đất bằng lưu ly, sa kỳ, cừ, mã đảo, rồi có chim ca tăng, ca lăng tần già hót, rồi hay là xanh ra trong hoa sen, vân vân. Tất cả những điều đó nó đều thuộc về âm thanh sắc tướng hết. Thì khi mà chúng ta nói về cái thế giới bên ngoài đó mà đi vào trong cái thế giới của nội tại, của phi vật chất, là cái chuyện khó để mà mường tượng lắm. Dạ, rất khó, khó mường tượng. Cũng như là khi thời nào đó mình còn trẻ đó, mình thấy là cái ý nghĩa cuộc sống nó nằm trên chiếc xe, nằm trên cái nhà, nằm trên miếng đất mà mình có, nằm trên tiền mà mình có trong nhà băng. Nhưng mà rồi ở cái tuổi nào đó, con người khi mà lớn tuổi rồi, trải qua rất nhiều rồi đó, thì lúc bây giờ có những cái tư lương nó thâm trầm hơn, có những suy tư nó thâm trầm, nó không có thuộc về điều đó. Nhưng mà điều đó cũng không nghĩa là mình vượt khỏi thế giới vật chất hoàn toàn. Thì thưa quý vị, đối với trong kinh Phật mà nói rằng một vị từ sống ở trong cảnh dục đó, như là chúng ta đi, sống đối với sắc thinh khí vị xúc đó, mà để có thể đạt được cái tâm định mà không bị chi phối bởi năm triền cái, mà an trú vào trong năm chi thiền được, thì mình chứng và trú một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, là một cái trạng thái hạnh phúc mà nó không bị cái dục, cái nhiệt não nó sanh khởi. Tuy nhiên
vì đó là một cái trạng thái có tầm có tứ, và cái tầm cái tứ ở đó nó đều liên hệ đến cái đề mục gọi là đề mục sắc giới. Và đề mục sắc giới, sắc nó giống như là một cái sức bật, một cái điểm tựa. Thì điều đó có nghĩa là trong thiền sắc giới đó nó vẫn liên hệ đến vật chất. Và khi vượt khỏi thiền sắc giới mà đạt đến vô sắc giới đó, chẳng những nó đòi hỏi tâm định, mà nó đòi hỏi là vì đó có cái khả năng để thể nhập vào trạng thái giống như là không vô biên. Thì, từ không vô biên mới đi đến thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Nhưng mà từ cái sắc mà đến cảnh giới vô sắc đó, nó là một sự ảo diệu, không đơn thuần để mà chúng ta hiểu. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là bây giờ cuộc sống của chúng ta là thế giới của con mắt. Con mắt chúng ta thấy đường, con mắt chúng ta thấy người này đẹp, người kia xấu. Con mắt của chúng ta là đi ngắm cảnh, con mắt chúng ta để dùng vào Internet, để browse Internet, để đọc những cái gì ở trên máy điện toán chẳng hạn. Bây giờ mình tưởng tượng là mình sống một thế giới mà một ngày nào con mắt của mình đã bị hư, bị mù đi, mình không có mắt nữa, thì mình mất cả một thế giới, để mất cả thế giới. Và cái sự mất cái thế giới mà của thị giác đó, nó làm cho chúng ta sợ. Mặc dù chúng ta có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi hương, có thể nếm vị và có thể xúc chạm, nhưng mà riêng cái thị giác không còn nữa, thì mình cảm thấy mình sợ hãi lắm. Dạ, cảm thấy sợ hãi. Chưa nói đến là mình nói là không có sử dụng đến thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Mình không tưởng tượng được thế giới đó. Dạ. Chúng tôi hồi còn nhỏ có ngồi nói chuyện với Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Và khi nói chuyện với Ngài, chúng tôi có hỏi Ngài là bây giờ từ cái dục mà đến cái sắc giới, chứng thiền sắc giới mình đã cảm thấy là nó khó hiểu rồi. Dạ. Khó hiểu là một trạng thái tâm định mà an lạc mà không có sắc thinh khí vị xúc khó rồi. Nhưng mà khi nào mình vượt khỏi thế giới vật chất hoàn toàn thì ở trong đó nó có gì vui? Thì Ngài chỉ cười. Thật ra Ngài biết cái trí óc của chúng tôi lúc đó quá thơ dại để mà Ngài giải thích chuyện đó. Nhưng mà mình phải nói một điều rằng cái nhìn của chúng ta về cuộc sống, về thế giới này đó, nó đã vốn dĩ nó liên hệ đến vật chất. Dạ, nó liên hệ đến vật chất, nó liên ở trong trong Phật Pháp, danh từ Phật học chuyên môn, khi đó nó sắc, chúng ta nói đến vật chất. Và từ cái vật chất mà vượt khỏi vật chất để đạt đến chỗ phi vật chất, chỗ an trú của tâm thức, thì thật ra nó khó. Nó khó. Mình cứ lấy một chuyện như vậy là một cái người còn nhỏ đó, thấy rằng có đàn, có nhạc, có kẹo, bánh ăn là ngon là vui. So với một người lớn tuổi mà ngồi đó để mà đánh một ván cờ hay là làm vườn, những cái chuyện nhẹ nhàng đó, hai thế giới đó đã khó hiểu với nhau rồi. Dạ. Thấy một cái người lớn tuổi chậm chậm để chăm sóc cái cây, thì nhiều người trẻ nói, ồ cái đó có gì đâu hạnh phúc. Cái đó đâu có gì hạnh phúc, bởi vì sao vậy? Tại vì mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Dạ. Chưa đạt đến cảnh giới đó mà có khả năng để ngồi chăm sóc cái vườn và nhìn cái vườn cây từ từ lớn lên. Chúng tôi chỉ nói là vật chất, đối vật chất thôi. Cây ở trong vườn cũng là vật chất, và ăn uống nhậu nhẹt cũng vật chất. Nhưng mà hai thế giới đó, một cái thế giới rất là thâm trầm, một cái thế giới ồn ào náo nhiệt, nó từ thế giới này bước qua thế giới kia đã là khó để chúng ta lãnh hội, đã khó chúng ta nhận thức rồi, thì nói gì đến con người chúng ta sống. Mà thưa quý vị, ở trong cái sống đó vượt khỏi vật chất để ăn, vượt khỏi sắc để ăn trú cái vô sắc. Nhưng mà điều đó không có, cũng chưa có khó hiểu bằng cái vượt khỏi cái điều thứ năm mà chúng ta gọi là vượt khỏi thân. Ở đây chúng ta nói ngã chấp và ngã chấp, mà đây là một trong những cái điểm khó hiểu nhất của Phật Pháp. Dạ, khó hiểu nhất của Phật Pháp. Mới đây á, thì cách đây 2 năm á, thì người ta có công bố một điều, đó là khoa học đồng ý với Phật Pháp á, là sự tồn tại của con người á, là sự tồn tại của cái thế giới hiện tượng. Thế giới hiện tượng tức là vật chất và tâm thức, nó sanh rồi diệt, nó nối tiếp với nhau. Và trong cái vật chất và tâm thức nó sanh diệt nối tiếp á, thì đúng á, là nó vô ngã, nó không có một cái gì mà làm chủ hoàn toàn, mà nó chỉ là một cái dòng sanh diệt tiếp nối. Khoa học và hiểu đến chừng đó là cũng khá rồi đó. Nhưng mà như vậy là ở trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, cái ngã tính là đây là tôi, đây là ta đó. Rồi từ cái tôi ta nó dẫn đến cái của tôi, của ta đó.
là một điều mà không đơn giản. Kể cả cái chuyện mà mình nghĩ rằng mình khổ, rồi mình tu, rồi mình đắc chứng, rồi mình giải thoát. Cái mình hay là tôi khổ, tôi tu, tôi đắc chứng, tôi giải thoát, thì cái đó nó khó để chúng ta lãnh hội lắm. Tại vì ở đâu nó cũng có cái tôi. Bởi vì tôi mới nói chuyện là tôi nhập Niết Bàn. Tôi nhập Niết Bàn tức là có một chúng sanh nào đó đi vào trong Niết Bàn. Họ hiểu như vậy. Cái điều này là một trong những điểm khó hiểu nhất thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Chúng ta đọc rất nhiều kinh khi mà nói đến có cảm thọ chứ không có người cảm thọ, có tạo nghiệp chứ không có người tạo nghiệp. Và có nhiều người đặt ra những câu hỏi như là một vị Bà La Môn hỏi Ngài Ca Diếp, hay là tôn giả Mahakothika đàm luận với Ngài Xá Lợi Phất. Ở trong đó có những câu ví dụ như là cái khổ do mình tạo hay do người khác tạo, vân vân. Thì cái chuyện mà nói rằng có tạo nghiệp nhưng mà không có người tạo nghiệp, có gặt quả nhưng mà không có người gặt quả, và có chứng đắc chứ không có người chứng đắc, thì cái đó là cái khó hiểu. Bởi vì sao? Đối với tất cả chúng ta, những cái gì mà liên quan đến sự hiện hữu, liên quan đến sự tồn tại cuộc sống, nó đều đi vào cái gọi là ngã. Nó giống như là trong một số những cái ngôn ngữ đó, thì người ta có mặc ước là có cái chủ từ, dù là chữ từ hiểu ngầm qua cách động từ, hay là có nhiều khi chúng ta nói rỗng mà chúng ta cũng hiểu có chủ ngữ. Thì cái chủ ngữ đó nó tương đương với ngã, với cái tôi, với cái ta. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu nó như thế này. Thí dụ như chúng tôi làm việc chùa, chúng tôi mời 20 Phật tử đến để họp, để lo việc chùa. Và nếu 20 Phật tử này họ đến cùng với chúng tôi đó, làm sao cho buổi lễ được tốt, làm sao ngôi chùa được tốt, làm sao cái việc chung được tốt, thì mọi việc sẽ tốt. Nhưng mà trong lúc đó có một vị nào đó, từ vị trụ trì hay một Phật tử, tự hỏi trong lòng là à, mình làm như vậy rồi mình được cái gì? Có ai khen mình không? Mình có bị thiệt thòi gì không? Mình được lợi cái gì? Thì lúc bây giờ có cái quan niệm về ngã, thì lúc đó nó có vấn đề lộn xộn. Chúng ta thấy rất nhiều tổ chức, rất nhiều nơi, rất nhiều trong cuộc sống đó, thì cái vấn đề nó phát xuất từ một điểm là tôi và ta trong đó thôi. Nếu mà thưa quý vị, nếu chúng tôi nói bây giờ chư tăng làm việc ở trong rung Phật Pháp này, nếu mà chư tăng mà có một vị nào đó vào trong này đặt vấn đề là ồ, mình hy sinh thì giờ công sức vô đây rồi, có ai khen mình làm xong, có ai vỗ tay, mình nói pháp xong, có Phật tử nào liên hệ được cái này được kia, chư tăng không có làm việc lâu được. Nhưng mà nếu chư tăng làm việc nghĩ đến việc chung đó, ồ, đây là lớp Phật Pháp, đây là cái nơi mà mình ít nhất là một ngày mình có 1-2 tiếng đồng hồ vào để mà mình cùng nhau suy nghĩ về lời Phật dạy, và mình cũng góp phần chung với nhau, thì lúc đó mình thấy rằng không có cái tôi, cái ta trong đó, thì mọi việc nó sẽ rất là đẹp. Mọi việc rất là đẹp và chúng ta mỗi người đều hưởng được lợi ích. Thì như vậy á, quý vị thấy rằng đôi khi chúng ta cảm thấy rất là khó chịu khi mà nghĩ đến không có cái tôi. Nhưng mà nếu chúng ta xét cho kỹ đó, thì nghĩ đến cái tôi nhiều quá nó sẽ có vấn đề. Bây giờ quý vị cứ nghĩ tại đây, chư vị giảng sư 6-7 vị vô đây, rồi bao nhiêu Phật tử vô làm việc, mà mỗi lần làm việc cũng nghĩ đến cái tôi, cái ta, ngay cả không biết tôi được khen hay tôi bị chê hay là thế này thế kia hoài đó, thì chúng ta không làm việc lâu được. Chúng ta không làm việc lâu được. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tôi, cái ta nó làm hỏng dựng đi. Cũng giống như chúng tôi nói ở trong chùa đó, càng có nhiều người làm việc mà gọi là quên đi cái tôi, cái ta của mình đó, thì công việc chùa nó mới đi được. Còn nếu mà ai làm việc cũng đặt vấn đề là tôi được cái này, tôi được cái kia, người ta có tán thán tôi không, người ta có biết đến tôi không, vân vân, thì nó sẽ có vấn đề. Vì vậy đó, cái cách mà làm việc, cái cách sống đó, mà một ngày nào đó mà mình chỉ làm, mình chỉ hành động mà không có nghĩ đến cái bản ngã đó, nó là một nghệ thuật rất lớn. Tại vì sao? Chúng ta có thể thể nhập, chúng ta có thể hòa nhập vào, chúng ta có thể đạt đến cảnh giới đó mà không có đeo đẳng một cái bột nhọt lớn ở trong người là tôi thế này, tôi thế kia. Thật ra thưa quý vị, đa số những việc mà chúng ta làm được ở trong cuộc đời này đó,
là chúng ta làm việc với cái tâm rất là hồn nhiên. Cái hồn nhiên hay là cái hạo nhiên cuộc sống là gì? Đó là khi con người mà càng nghĩ nhiều thế, nhiều về cái tôi, cái ta đó, thì càng mất đi sự hồn nhiên. Và mất đi sự hồn nhiên thì mình càng làm thiếu tự nhiên, mình làm càng sưởng sùng, mình làm cái việc đó nó càng lớn cỡ. Và khi mà mình càng hồn nhiên, mình càng tự nhiên, mình càng hạo nhiên, càng thoải mái đó, thì thưa quý vị, chúng ta làm việc đó, chúng ta sống hết mình, chúng ta sống trọn vẹn. Và lúc đó chúng ta đạt đến một cái cảnh giới gọi là cảnh giới kỳ ảo cuộc sống, cảnh giới rất ảo diệu. Một thi sĩ hay là một nhạc sĩ mà làm thơ hay là sáng tác nhạc đó, mà trong lúc sáng tác vẫn bị ám ảnh hoài là ồ, mình làm cái này ra không biết có thành công hay không, làm bài thơ có hay không, người có ai tán tụng ca ngợi mình không, thì thưa quý vị, mình không làm hay đâu. Dạ. Chứ tôi không biết là cụ Nguyễn Du viết cái câu là thiên hạ hà nhân khóc túi như, là ở trong đó cụ Nguyễn Du nói là 300 năm nữa có ai người khóc túi như không. Chứ tôi nghĩ rằng có lẽ là cụ viết lúc về già hay là sau khi đã sáng tác Truyện Kiều, trong lúc đang sáng tác Truyện Kiều thì cũng nghĩ là 300 năm nữa có ai nghĩ về mình không, mà chỉ sáng tác thôi. Lúc đó đem tâm của mình hòa nhập với việc đó. Thành ra khi mà mình làm cái việc gì đó mà để đạt đến cái chỗ mà tinh túy, chỗ áo dừa, chỗ thành công thực sự, đó là lúc đó là mình phải quên đi cái chuyện là không biết có ai khen mình hay không, hay mình có được cái đó hay không, vân vân. Cái đó là cái mà mình gọi là cái khả năng vượt qua, và vượt qua cái ngã chấp. Nhưng mà chúng ta nói cái đó, chúng ta nói trong cái nhìn rất là thường thức ở cuộc sống thôi. Cái khó của cuộc sống ở đây, tức là ngày nào đó mình tu tập đoạn tận phiền não, giác ngộ, giải thoát. Và trong cái hành trình đó, dần dà mình lại quên đi, bỏ đi, không màng tới cái tự ngã nữa. Ở trong văn học của Phật giáo Bắc Truyền á, có một cái minh họa rất thú vị, đó là Thập Bụt Ngư Đồ. Ở trong Thập Bụt Ngư Đồ đó thì nói về một người mất trâu, rồi đi tìm trâu, rồi thấy trâu, rồi cột trâu lại, rồi cuối cùng thì con trâu nó lại biến mất. Rồi trâu biến mất thì người đó lại thõng thai tự tại đi vào chợ. Và cái con trâu đó nó được là một cái biểu tượng của bản ngã. Và mình tự nhiên đến lúc nào đó mình cảm thấy là mình hụt hẫng, mình không biết mình phải sống với mình như thế nào. Rồi mình đi tìm chính mình. Và đi tìm chính mình thì mình thấy ra mặt mũi, thân như vậy, tâm như vậy. Và đi đến cái chỗ mà không còn có cái sự gọi là chấp rằng đây là ta, là của ta, tự ngã của ta đối trong quẩn nữa, thì lúc đó mới đạt đến cảnh giới tự tại. Nhưng mà chuyện đó không có đơn giản như vậy. Dạ. Nhưng mà đó là một minh họa rất là thú vị, rất là hay của cuộc sống. Thì ai trong cuộc đời này đã từng sống, đã từng làm việc thì hiểu rằng cái ngã đó, cái ngã chấp đó, ở đây chúng ta nói cái sắc ta giá là cái thân đó, tự thân đó. Mình làm mà mình nghĩ bản thân của mình đó, nó là con dao hai lưỡi. Nó khích lệ chúng ta và khuyến khích chúng ta rất là nhiều. Mình học hành thì phải ganh đua, phải có hơn thua, phải thế này thế kia. Nhưng mà cái ganh đua đó, cái nghĩ tới ngã tính đó, nó là con dao hai lưỡi. Bởi vì nó khuyến khích mình một, mà nó trung dập mình tới 10. Và thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi bị một cái bệnh đó là chúng tôi rất là sợ nói chuyện trước đám đông. Dạ. Khi mà chúng tôi mới vào chùa ở gần sư trưởng kêu lên để thuyết trình trước mặt cũng 10-10 mấy người Phật tử chư tăng ở trong lớp học đó, thì mình rất là sợ. Tại mình cái sợ đó nó là như vậy, là mình cứ nghĩ là không biết mình làm hay hay dở, người ta có cười mình không, hay thế này thế kia. Đôi khi chúng tôi không dám nói, nhưng mà sau thời gian mà sư trưởng hướng dẫn thì chúng tôi thấy rằng việc quan trọng là mình nên tập trung vào những gì mình nói, mình suy nghĩ, hơn là mình để ý đến chuyện là người ta nghĩ sao về mình, người ta khen mình, chê mình. Cái người ta khen mình, chê mình là nó là tự nhiên người ta có rồi, chuyện đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất đó là mình tập trung vào đề tài mình đang nói, suy nghĩ. Vì vậy, hãy mình làm gì trong cuộc đời này mà mình còn đặt vấn đề nhân ngã bị thử, đặt vấn đề là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái tôi, cái ngã chấp trong đó,
cái tự thân trong đó, thì đôi khi nó cái công việc nó sượng sụp, công việc nó lợn cợn, và giống như là đôi khi mình quậy bột hay là mình pha sữa mà bị ốc trâu về, nó lợn cợn. Trong cuộc đời này, điều hạnh phúc nhất là mình làm việc gì đó và mình gửi trọn cả thời giờ tâm trí vào công việc mà không nghĩ đến là người ta khen, người ta chê mình, thì lúc đó thì thật sự mình gọi là xuất thần. Chúng tôi không biết là cái chữ xuất thần ở trong chữ Hán đôi khi người ta xài thế nào, nhưng mà chữ xuất thần ở đây đôi khi chúng tôi cười, chúng tôi nói chuyện với một vài người thân đó, là chúng tôi hiểu chữ xuất thần là mình làm việc gì đó mà mình rời khỏi cái quan niệm về tôi, về ta. Thí dụ như là mình vào một cái phiên họp, mình nói chuyện việc gì đó, mình chỉ nghĩ đến việc chung. Hay mình làm việc gì đó, viết văn, làm thơ, mình chỉ nghĩ đến cái ý nghĩa thôi mà không bao giờ đặt vấn đề là ồ, mình làm cái đó có ai khen mình, có ai chê mình không. Thì cái đó gọi là xuất thần. Thì trong cái giây phút mà xuất thần đó thì mình mới đặt đến cảnh giới ảo diệu được. Con người chúng ta luôn luôn bị chi phối. Con người chúng ta luôn luôn bị ám ảnh bởi cái tôi, cái ta. Và do ám ảnh bởi cái tôi, cái ta đó, mình mới nghĩ đến chuyện là có ai khen mình, có ai chê mình được cái gì, mình mất cái gì. Và cái đó nó làm cho chúng ta, khiến cho cái việc mà mình làm nó không có trọn vẹn. Bởi vì trong kinh đó, hay có những cái cuộc đối thoại của chư vị tôn giả đó là cái khổ là do mình hay do người khác, do người khác hay do mình, hay do cả hai, hay là không phải do cả hai, vân vân. Nhưng mà cái câu nói mà chúng ta được nghe là có hành động chứ không có người hành động, có gặt quả chứ không có người gặt quả, thì cũng về có giác ngộ giải thoát nhưng mà không có người giác ngộ giải thoát. Và nó, những cái câu đó rất là khó để chúng ta quán triệt, để chúng ta có thể nhìn thấy một cái xuyên suốt. Thì thưa quý vị, dạ quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Chứ tôi mới vừa bị rất biết quý vị có nghe được không? Dạ, xin lỗi, quý vị có nghe được không? Tóm lại là ở trong năm cái trạng thái này đó, thì cái khó đầu tiên của chúng ta đó là xuất ly khỏi dục. Bởi vì dục đó là cái gì mà chúng ta xem đó là hạnh phúc, chúng ta xem đó là cái chìa khóa để đo đạc cái thành công sống. Và chúng ta rất là khó xuất ly bởi khỏi sân, tức là sự bực bội. Bởi vì đời sống ai cũng thiên về cái vừa lòng đáp ý, và cái gì nó ngược lại thì nó làm cho chúng ta khó chịu. Chúng ta rất là khó xuất ly khỏi cái hận thù. Bởi vì sao vậy? Đời sống chúng ta luôn luôn có cái sự đối chọi với tự ngã, với tự ngã, nhân ngã, bi tự của chúng ta. Ta rất khó vượt khỏi sắc, tại vì cái thế giới của chúng ta là thế của sắc, của ngoại sắc, của ngoại giới. Và trong thế giới ngoại giới đó, dù là thấy, dù là sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì thưa quý vị, đều nằm ở trong thế giới vật chất, vượt khỏi vật chất để đạt đến cái an trú của cảnh giới của vô sắc không phải chuyện dễ. Nhưng mà cái khó sau cùng đó là vượt khỏi cái thế giới của ngã và ngã chấp. Làm sao để mà chứng thiền và đạt đến cái cảnh giới gọi là vô sắc, thì cái đó không phải là đạt đến cái chỗ mà đoạn trừ ngã chấp không phải là chuyện dễ. Nhưng mà với một vài cái ví dụ trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng hễ mình làm được việc gì đó mà mình quên đi chính bản thân của mình, mình có thể hòa nhập hoàn toàn vào công việc đó và làm việc vô cầu, làm việc không có hậu ý, thì ở đó đó nó cho chúng ta những điều rất đẹp, rất là ảo diệu. Thì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây, và bây giờ thì xin được có biết Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hiện nói cho vài lời trong lúc soạn câu thổ luật. Một lần nữa xin đi hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa. Dạ, dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu.
không đặt chữ tình bình thường như Phật tử. Trong khi chờ đợi thì phải đặt bản nêu những cái câu thảo luận chúng tôi trích lời trong mặc dù chúng ta chưa thể làm được để mình xuất hiện phát triển bằng cái thiền để một bất tử, nhưng mà nếu mà chúng ta có suy tưởng mỗi ngày về cái tính chất bất tịnh của thân này thì ít ra chúng ta cũng có thể ý ngự được tác dụng, tức là cái sự ham muốn thái quá, việc là mặc dù chúng ta không thể đắc chứng thiền định với đề mục từ tâm Metta Channel để xuất ly sự phẫn nộ, nhưng nếu mỗi ngày ta có tu tập các ý vô sân, tu tập cái pháp vô sân, niệm tâm từ, thì ít ra chúng ta cũng chế ngự được cái tâm sân và chúng ta sống trong cái sự an lạc thoải mái. Mặc dù chúng ta không có tu tập được thiền định với đề mục vi tâm Karuna Channel để xuất ly não hại, như nếu một ngày mà chúng ta suy xét về cái sự nguy hiểm của cái tâm não hại, rồi chúng ta an trú trong cái tâm bi, không có ác ý với chúng sinh khác, cái điều này nó cũng sẽ làm cho chúng ta sống trong cái sự an lạc và chúng ta có thể chế ngự được cái tâm não hại đối với chúng sinh khác. Mặc dù chúng ta không có thể tu tập được bốn thiền chứng vô sắc để xuất ly các sắc, vượt khỏi mọi sắc tưởng, nhưng mà nếu mà chúng ta thường xuyên quán thấy danh và sắc, chính cái sắc pháp này nhiều nhiều cái phiền toái, nó phát sinh lên trăm ngàn thứ bệnh. Giờ như vậy chúng ta cũng không có cái sự tham luyến đối với sắc tướng, đối với cảnh sắc, đối với sắc pháp. Cái điều đó nó cũng có lợi thôi. Còn các vị mà sau khi chứng được thì sắc, các vị quán thấy có sắc
nó có sự nguy hiểm. Như vậy cho nên các vị đó mới vượt khỏi mọi sắc tướng để chứng được trú vô sắc, không vô biên xứ thiền vô sự, thức vô biên xứ thiền vô sự xứ thiền và phi tưởng vô tưởng xứ thiền. Còn cái điều thứ năm đó, ngay trong hiện tại này chúng ta chưa phải là một vị đã đắc quả A-la-hán để thoát khỏi năm thứ tái sanh trong tương lai, chúng ta chưa đạt được. Nhưng mà ít ra đó, chúng ta phải dùng cái trí tuệ khéo tác ý như thế nào để chúng ta nhàm chán cái đời sống luân hồi này, sợ hãi cái sự luân hồi này, rồi chúng ta cố gắng tạo những cái công đức, những cái phước báo với cái tâm hướng nguyện, ước nguyện. Những cái công đức này, những cái phước báo này là tư cụ của tâm, là vật trang điểm cho tâm. Và chúng ta hướng đến một cái sự giải thoát khỏi các lậu hoặc phiền não trong tương lai. Như vậy thì cũng tốt đẹp hơn. Năm cái pháp này, xuất ly các dục, xuất ly phẫn nộ, xuất ly não hại, xuất ly các sắc, xuất ly hữu thân, năm pháp này là khó thể nhận. Bởi vì chúng ta muốn xuất ly, tức là ta muốn giải thoát khỏi các chướng ngại như là các dục hay phẫn nộ não hại, các sắc hữu thân. Mặc dù khó làm nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có bắt đầu tập tành. Chúng ta phải tập, bởi vì khi mà chúng ta có cái sự luyện tập, dù cho ngay trong hiện tại chúng ta chưa chứng đạt được những gì cao siêu hơn, nhưng ít ra thì chúng ta cũng sống hiện tại lạc trú, bởi vì những cái pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta chế ngự được những cái phiền não, số phiền não. Người ta có câu là đường đi không khó, đường đi khó không phải vì ngại đuối e xong, đường đi khó không khó vì ngang sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại đuối e xong. Cái pháp tu thì không phải khó, không phải khó gì những cái pháp môn đó chúng ta hiểu chưa tới, hay là chúng ta thấy rằng chỉ có bậc thánh mới đạt được, nhưng mà khó vì chúng ta không muốn làm. Chứ nếu mà chúng ta muốn làm thì từ từ chúng ta làm cũng được, sao cả. Cho nên ở đây năm cái pháp khó thể nhập ngày hôm nay chúng ta học
Những cái pháp đó nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều sự minh mạnh, nhiều cái sự an lạc quý quá. Chúng tôi có một vài điều chia sẻ với quý vị qua cái bài giảng của Thượng Tọa, cái đẳng ngày hôm nay với cái đề tài năm pháp có thể nhập. Bây giờ thì đã thấy có cái câu thảo luận thì bây giờ đáng vừa soạn xong, xin nghe cùng thỉnh Thượng Tọa một lần nữa. Bạch Thượng Tọa Thích Siêu Vương, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Thượng Tọa là tại sao có cái nghịch lý là con người chúng ta thường thường luôn luôn muốn đi tìm cái mới, muốn đi tìm cái lạ, muốn đi tìm về một phương trời nào đó, nhưng mà chúng ta thường là lún sâu vào cái cũ, chúng ta không thể vượt thoát ra khỏi cái cũ. Và ví dụ như năm cái pháp này, vượt thoát khỏi dục, vượt thoát khỏi sân, vượt thoát khỏi quan niệm hữu thân của ngã chấp, thì tại sao chúng ta thường muốn đi tìm cái mới, cái lạ, cái xa xôi mà chúng ta lại thường hay bị lún vào cái cũ nhiều? Không phải thường mà là hiếm khi mà chúng ta có thể vượt thoát khỏi cái cũ. Thì xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Sư. Ở kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, sở dĩ mà chúng ta bị cái tình trạng đó muốn tìm cái mới cái lạ, nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn lún sâu cái cũ, bởi vì chúng ta chưa có đạt được thực sự một trạng thái tâm cao quý, chúng ta chỉ xài những cái trạng, những cái tâm rất bình thường, và thậm chí những cái tâm, những tâm mà nó khởi lên là lại rơi vào ác bất thiện pháp, chẳng hạn như là tâm tham, tâm sân, tâm si, nhất là cái tâm ngã mạn hay là cái tâm tà kiến gì. Thì muốn đi tìm cái mới ở đây đó là muốn nói, ví dụ như trong cái đề tài này mà chúng tôi đã đăng hội, là như chúng ta muốn đi tìm cái sự xuất ly, mà muốn đi tìm cái sự xuất ly đó thì phải thuần thục với một cái trạng thái tâm tương ứng để mà dẫn đến sự xuất ly. Nếu mà chúng ta không có cái tâm tương ứng, tức là cái tâm cao cả, không có dẹp bỏ đi những ác bất thiện pháp, những cái tà kiến, những cái thành kiến ngã chấp, những cái tư tưởng chủ quan, những cái kiến chấp, những cái chấp thân phượng, tức là cho rằng chỉ có những cái này là đúng, những cái khác là sai. Thì chúng ta bị tình trạng như vậy thì hỏi làm sao?
sau này thấy được, thí dụ như chúng ta thí dụ như thế này, chúng ta vẫn muốn xuất ly khỏi cái tâm phẫn nộ, xuất ly khỏi tâm phẫn nộ tức là giải thoát khỏi cái sân tâm, bởi sân tâm nó làm gì chúng ta bực bội khó chịu. Nhưng mà do cái thường cận y duyên, cái tâm nó sân hận hiềm hận nó quen rồi, cho nên bây giờ không có thể bỏ được của mình. Với những cái pháp khác như là muốn xuất ly khỏi các dục, cái thường cận y duyên là chúng ta hay đam mê sắc dục, thân dục, hương dục, vị dục, xúc dục, thì trong trường hợp đó làm sao chúng ta có thể xuất ly các dục? Cho nên cuộc sống tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn tìm, muốn đạt được cái mới, thì chúng ta phải hoàn toàn vượt khỏi cái thành kiến, cái ngã chấp, hay là chúng ta phải dẹp bỏ đi những cái cố tập của mình, thì chúng ta mới được. Một người mà tu tập năm nay tu tập như thế này, năm tới cũng tu tập, cũng dậm chân tại chỗ, họ vẫn thao thức, vẫn muốn đạt được cái mới hơn, nhưng mà hỏi làm sao mới được, trong khi đó họ chỉ biết là sau khi có niềm tin thì họ thờ Phật, rồi hàng ngày cứ ngồi tụng kinh hoài, sáng tụng kinh như vậy, chiều cũng tụng kinh giống y như vậy. Hỏi như vậy làm sao mà chúng ta có thể đạt được cái mới? Cái mới ở đây đó là chúng ta phải, ngày hôm nay chúng ta học cái pháp môn này, chúng ta suy nghĩ về cái pháp môn này, ngày hôm sau chúng ta học cái Phật cô khác, cái ý nghĩa khác, tiếp tục lên. Chúng ta học hết cái tạng kinh, rồi chúng ta phải hiểu qua cái tạng diệu pháp. Như vậy chứ, thì chúng ta mới có thể tiến bộ được, mới có thể có những cái mới. Nói đến đây thì chúng tôi có một cái mà chúng tôi rất là khó chịu, nhưng mà điều chúng tôi nghĩ cho mỗi người cũng có cách. Có nhiều vị thưa quý vị, họ vẫn muốn mình có làm được cái việc gì đó để chứng tỏ rằng người tu tập tiến hóa, sự học hành tiến hóa, nhưng mà quanh năm suốt tháng cứ soạn rồi cứ in những cái quyển kinh tụng kiểu này kiểu kia, cứ in kinh tụng riết đi. Cho nên bây giờ kinh tụng nó có nhiều, có nhiều cách lắm thôi, có nhiều cái kiểu thức, có nhiều hình thức lắm. Kinh tụng Pali Việt hay là phiên âm Pali, kinh cứ đã mấy một số kinh kia in rồi ấn tống cho Phật tử thì kinh tụng đó thì chỉ tụng hàng ngày thôi, nhưng mà họ không biết làm gì hơn là chỉ bỏ tiền ra để in kinh tụng. Chúng tôi hiểu, chúng tôi tức cười. Trong khi đó thì chúng tôi lại muốn là ví dụ như bây giờ mình nghiên cứu về luật tạng, mình viết ra, mình soạn dịch về tăng sự hay là về giới bổn, xong rồi phải nghiên cứu kinh tạng, toát ý trung bộ, toát ý trường bộ vân vân, thì có cái sự tiếp tục như vậy thì mới có cái sự tiến bộ. Còn cứ quanh năm suốt tháng cứ trở đi trở lại, chỉ có dịch thì chỉ có in hoài, thấy đợt này ấn tống, lễ cái ấn tống mình tưởng đâu kinh gì để mình dỡ ra, đi về chùa mình mở
cái bỉ sách ra thì cũng là tinh tùng. Cho nên đây là một trường hợp mà chúng tôi thí dụ cho biết, nếu mà chúng ta muốn tu tập và chúng ta muốn có được cái mới đó, là làm sao mỗi một thời gian cái trí tuệ chúng ta bén nhạy hơn, cái sự hiểu biết của chúng ta sâu sắc hơn, cái niềm tin chúng ta dũng mãnh hơn, và chúng ta phải có sự tinh tấn hơn. Chứ còn nếu như chúng ta cũng với chừng ấy đức tin, với chừng ấy tinh tấn, với chừng ấy trí tuệ, thì không bao giờ mà chúng ta thành tựu được cái mới mẻ gì. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của Nêu Nam Mô Thầy. Sao thú kích thưa tòa tổ sư, xin hỏi thưa tòa tổ sư một câu rồi để thưa tòa đi nghỉ. Và thưa tòa tổ sư là chúng ta thường nghĩ rằng ngã chấp nó mang lại cho mình hạnh phúc. Thí dụ như mình hãnh diện, mình mặc đồ đẹp, mình có địa vị này, có học vị kia, mình có chính cái ngã chấp nó cho mình cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà theo mình hiểu về Phật học thì cái hạnh phúc vì do ngã chấp nó có lớn hơn là cái khổ do ngã chấp hay không, hay là cái khổ do ngã chấp là lớn hơn cái hạnh phúc của ngã chấp? Xin thỉnh thưa tòa con vị trở lại. Cái câu thảo luận hai thì tôi giảng đã vừa nêu thì có chỗ này thì tôi chưa có thông suốt lắm. Chúng tôi chưa có thông suốt là ở chỗ nếu mà cái hạnh phúc này với cái hạnh phúc kia đó thì chúng ta mới có thể đem tỷ giáo so sánh lớn hơn hay là kém hơn. Cái khổ này với cái khổ kia đó mới là chúng ta mới có thể so sánh được. Còn đằng này đem cái hạnh phúc mà so sánh với cái khổ, ở cái nào lớn hơn thì chúng ta không biết, không biết làm sao được. Như khi chúng ta nói cái này trắng, cái kia cũng trắng, như vậy hai cái này đem so lại thì cái nào trắng hơn? Cái này đen, cái kia cũng hơi đen, thì đem so lại cái nào đen hơn thì cái đó chúng ta sao được. Nhưng mà hỏi vậy chứ màu đen với màu trắng cái là hơn cái nào thì chúng ta không biết cái chỗ hơn đó là cái chỗ gì, bởi vì nó có một cái khác biệt về cái đặc tính. Nhưng mà sa thú xin tri ân cũng có. Nhưng tôi hỏi cách khác là gì thì cái này là rất là hay. Tức là cái hạnh phúc của ngã chấp đó, có đáng đánh đổi bằng những cái khổ đau của chấp ngã không? Thì ở đây thưa quý vị, từ cái chỗ cái hạnh phúc của ngã chấp, chúng ta mới bị cái sự khổ đau của chấp ngã. Cũng giống như ví dụ như là con thiêu thân, nó thích tìm ánh sáng, và do đó nó cứ lao, nó cứ bay vào ánh sáng để rồi nó phải chết. Thì như vậy nếu mà một người trí do thấy rằng do cái sự chấp ngã nên có sự khổ đau, thì cái hạnh phúc của ngã chấp á, cái hạnh phúc đó nó chỉ tạm bợ nhất thời, là phụ du lắm.
Bởi vì hả, ngã chấp mà đem đến khổ đau, thì ngay trong một lúc nào đó mà mình được hạnh phúc á, thì cái đó nó chỉ là một cái sự ảo ảnh thôi. Cũng ví dụ cách khác là ví dụ như một người họ đam mê rượu chè, vì rằng những lúc mà họ buồn đó, họ uống rượu vào thì họ quên hết cái sự đời, họ cảm thấy hưng phấn, cảm thấy nó lâng lâng, cho nên họ thấy rằng cái sự say rượu thấy đó là cái sự hạnh phúc an lạc, bởi vì họ quên cái sự đời. Nhưng mà trên thực tế thì người mà đam mê rượu như vậy thì chẳng bao lâu thì người đó sẽ bị bệnh tật, đi đến cái chỗ chết, cho rằng rượu giải sầu, nhưng mà chỉ nhất thời làm cho mình quên đi cái sầu khổ đó, chứ nó không phải hoàn toàn đưa đến sự hạnh phúc vĩnh viễn đâu. Vui thì ít mà khổ thì nhiều, cái hậu quả, cái sự tai hại ở đây càng nhiều hơn. Vậy một người có cái ngã chấp đó, chấp là của ta là vân vân, nhất thời họ cảm thấy hạnh phúc khi họ sở hữu được tài sản, họ có con cái, họ có vợ đẹp, có nhà cao cửa rộng, thì những cái thứ đó khi họ nghĩ rằng là của họ, của mình, thì họ cảm thấy là hạnh phúc. Trên đời này không có ai hạnh phúc bằng tôi cả. Nhưng mà rồi chính vì cái chỗ cái ngã chấp đó mà họ đi vào cái sự đau khổ dây dặn. Cũng như một người với cái thân xinh đẹp, người đó nghĩ rằng thân xác của ta, cái dung sắc của ta là đẹp, họ tự mãn, tự hào với cái sắc thân xinh đẹp đó, và đi đến đâu cũng được người ta khen, người ta ngưỡng mộ, cô ta thấy là hạnh phúc. Nhưng rồi theo thời gian năm tháng, tuổi già nó cũng chồng chất lên đi, và cái nét xuân trẻ nó cũng sẽ đi qua. Và khi mà cái nét xuân trẻ đi qua rồi thì lúc bây giờ cô ta không còn được người ta ngưỡng mộ về cái sắc đẹp nữa. Lúc bây giờ cô ta mới cố gắng đi tìm cái người ngưỡng mộ mình, nhưng mà mọi người họ đã chán ngán cái dung sắc tiêu tụy đó, và thế là cô ta đau khổ. Thật ra những người hạ ngã chấp càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều thì họ càng đau khổ nhiều. Cho nên chúng ta không thể đánh đổi cái đó được, chúng ta cần phải hiểu. Với cái câu hỏi này về cái vấn đề hạnh phúc của ngã chấp và hạnh phúc của khổ đau và khổ đau của ngã chấp đó, chúng ta cũng cần suy nghĩ được những cái triết lý khác, những cái đề tài khác, nó rất ít lợi cho đời sống tu tập của chúng ta. Đây là những điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú thích chân thì tôi sư. À, thì tôi tự quyền. Bây giờ để thỉnh thì tôi sư đi nghỉ. Thì tôi tự quyền thì tôi có ở cái quái bản thì tôi có nghe được không? Dạ. Thì tôi tự quyền một điều mà thường xảy ra trong đời sống của chúng ta đó là sự hận thù. Một người nào đó họ làm cái gì đó mà nó ghim vào trong lòng của chúng ta. Có thể là chúng quán hận nhỏ hay là hận thù lớn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn vượt qua điều đó thì à, chúng ta nên làm gì? Thì tôi có thể cho một vài cái đề nghị cụ thể không? Cái thỉnh thì tôi. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sân Khai, giá giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Cũng muốn kính lễ đến Thượng Tổ Giác Đảnh, Thượng Tổ Minh Thành, Đức Huy Thông, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tín nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, qua thật là như vậy. À, để mà với, nếu chúng ta xét về một cái à, cái sự xóa bỏ cái hận thù trong lòng hay là nào đó mà chúng ta đeo mang thì đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải vượt qua. Ở trong cái bài học hôm nay cái khó thầy nhập tức là làm sao mình dịch tâm chúng ta nó không có hiềm hận, tâm chúng ta nó vượt qua đi một cái sự bực tức ở trong lòng, một sự khó chịu trong lòng. À, về cái thù hận á, để mà trên cái tinh thần thứ niệm á, nếu mà chúng ta hiểu biết được Phật pháp thì chúng ta phải sợ. Sợ cái gì? Sợ cái quan trái. Đây là cái lý thứ nhất. Mình hận họ chắc chắn mình sẽ sớm gặp họ. Mình giận họ nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ sớm gặp nhiều chừng đó. Có một số người hận chồng, hận vợ hay là những người thân của nhau, với nhau, chúng ta nghĩ rằng nguyện rằng đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ mình gặp cái người này, ta sẽ tránh xa được, tránh xa đi người này. Thì kính thưa quý vị, chúng ta hận chừng nào, chúng ta giận chừng nào thì sớm gặp nhiều chừng đó. Tự mình cho ra cái phương án là mình sẽ không gặp họ. Những nghiệp quả trong luân hồi, nghiệp quả luân hồi Đức Phật nói thương phải xa mà ghét thì phải gần. Nói đến ai thì nói, như nói đến tên của người đó, nói tới ba của mày, nói tới mẹ của mày thì phải kỵ, thì phải cấm. Thì kính thưa quý vị, đối với tình huống đó, chúng tôi nói bây giờ tin Phật không, tin lý nhân quả không, dạ tin, tin này thôi bỏ đi. Đừng có hận, đừng có giận họ. Mà khi nào mà mình muốn tránh, muốn trốn họ đó thì xem như mình trả nợ cuộc đời này. Đã hết tình này, nguyện sẽ không gặp lại nhau nữa. Thì cái trả đó đó là chấp nhận đối diện với chính nó. Vì chúng ta buông bỏ và chúng ta khởi lên một cái bi tâm, cái từ tâm, cái bi tâm. Chúng ta thương như chính là họ đã gây một cái hành động mà nó đắng cay đối với mình hay đắng cay đối với người, thì như thế thì chúng ta vượt qua được. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, nhiều khi mình bực bội trong cái việc sinh hoạt hàng ngày, giận con, giận bạn, giận người thân, ngay cả sư đồ cũng như dẫn đệ tử. Nhưng chúng ta biết rằng vòng sanh tử lưng ở lăng trôi này chắc chắn sẽ gặp nhau. Mà chúng ta nghe cái bài hát đó, trái đất sẽ tròn, chúng mình sẽ còn gặp nhau. Nói một cách xa hơn nữa, cái vòng luân hồi nó dài, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau. Không xa đâu. Nếu như hận thù, yêu thương thì cũng sớm gặp, mà hận thù lại cũng sớm gặp hơn nữa, nhanh gặp hơn nữa. Cho nên mình phải vượt qua. Đây là một lý. Cái lý thứ hai nữa là mình hận họ thì kết cục quan trái với chính họ. Chính người,
99 người làm tạo nên, chỉ một người phá là nó hư tất cả, không phải chuyện đơn giản đâu. Một người phá thôi là không biết bao nhiêu công sức, có như công giả tràng sẽ khác biển đông luôn. Thì chỉ cần một người, một đối tác họ phá mình thì tự chúng ta đã đau khổ rồi. Thì ở trong cuộc đời này, về cách sống ở trong cuộc đời cũng vậy, mà về Phật pháp cũng vậy, chúng ta nên thiên bạc bất thụ. Chúng ta có những sự suy nghĩ như vậy, chúng ta có những cái tư duy như vậy, thì chúng ta mới có thể vượt qua được, chúng ta mới xóa tan được cái hận thù, gọi xem như là mình mắc nợ họ, mình trả nợ họ, xem như mình bị cái rủi ro, cho nên mình mới bị họ lừa, họ gạt. Tại sao mình quá tin họ mà bây giờ họ lại làm như vậy? Ông mình cũng thiếu nợ họ chứ mình mới tin chứ. Tự động không tin ai mà tin người này, và tin một cách mù quáng, tin một cách chắc chắn, tin một cách tức là không suy tư, vân vân. Thì đó chính là một cái phương cách mà chúng ta suy nghĩ khi còn thân thuộc, khi mà còn thân quen, khi mà còn chí tình chí cốt với nhau. Cho nên những cái điều này chúng ta phải cần phải có sự suy nghĩ. Bây giờ mình không có cần thiết nữa, có cần thiết phải tự dồn mình, có cần thiết phải tự làm cho mình đi đường xa mà sống nó không có vui không? Tại sao mười mấy năm qua, năm mười năm qua, bao nhiêu tháng ngày qua mà mình lại ôm một cái đau khổ trong lòng như vậy? Hay là nếu như mình không xóa bỏ cái hận thù này thì chắc chắn là nó sẽ theo mình. Cho nên mình hãy tìm mọi cách, ngay cả mất mát một phần, nhưng chúng ta làm như làm với chính họ như chưa hề quý. Chứ đừng bây giờ mà có một cái sự bực bội, có một sự gây oán hờn, hận tình, hận tiền bạc, hận cái tin tưởng, hận cái kết giao, hận cái gặp gỡ. Tại sao tất cả âu cũng là nghiệp quả? Thì cái phương cách đó, chúng ta suy nghĩ về nghiệp quả, đây là cái lý thứ nhất. Chúng ta suy nghĩ về cái nhẹ nhàng cho chính mình. Và trong vòng luân hồi này, mình đã đời này mình đã đối diện rồi, có cần thiết gì cho những cái đời sau phải đau khổ? Phải đau khổ, tại sao phải đau khổ như vậy? Khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì mọi việc nó được yên vui, nó được tốt đẹp. Còn không nữa thì kính thưa quý vị, mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Trong cuộc sống này, nó vui ít, nó vui ít, nó khổ nhiều. Chúng ta đừng tự tạo cho mình nhiều can qua, nhiều khổ đau. Chúng ta nhớ, đời sống có bao lâu mà hững hờ, đời sống được bao lâu mà chúng ta lại đã mất đi những cái nhẹ nhàng, những cái an lạc, những cái thư thái trong lòng mình. Chuyện lớn hãy quá thành nhỏ, chuyện nhỏ xem như không, thì chúng ta rất là nhẹ nhàng. Chứ còn nếu như mà chúng ta, và một cái phương án thứ hai, phương cách thứ hai nữa, chính là chúng ta cũng đừng có tôn trọng quá, chúng ta đừng có chấp ngã quá. Tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, tự cho mình là như thế này thế nọ, hãy sống cuộc sống bình thường. Hãy sống cái đời sống bình thường thì chúng ta sẽ thường sống. Chứ còn nếu như chúng ta sống cái đời sống bất thường trong tâm tư và hành động thì chúng ta sẽ thường đau khổ.
ôm những cái đắng cay, những cái muối lòng ở trong tâm mình, thì không thể nào chúng ta sống được yên ổn, được tốt đẹp bao giờ cả. Cho nên vì vậy, hãy suy nghĩ đến cái chuyện thương người ta hơn là trách người ta. Đây cũng là một phương án, đó chính là từ tâm, tha thứ. Mà tha thứ cho người chính là tự tha cho mình đó chứ. Đó cũng là một phương cách rất là tuyệt vời. Quả thật nó khó, nhưng điều mà tập làm. Quý vị biết chúng tôi có một cái người, người riết được cái mình cười luôn. Ngày nào mà chùa chưa cháy, mình chưa chết, thì họ không bao giờ họ vừa lòng hết. Thì người suy nghĩ, chắc họ quan cái như mình. Mà gặp mặt thì không dám nói gì trơn. Tỏ vẻ như có gì trơn, mà sau lưng tôi như coi như là pháo tới liên tục. Tức là họ đặt điều này xấu, điều kia. Thì cũng không sao. Đầu tiên thì mình cảm thấy mình bực bội vô cùng. Nhưng suy nghĩ, đâu cũng là cái, coi như mình với họ có cái quan nghiệp gì đó. Thì thôi, coi như mình đừng có quan tâm, đừng có chú ý nó đi. Thì nó sẽ tốt, chứ tự nhiên mình phải bực bội vậy. Cứ lâu lâu gì cái họ chế, đặt điều, đặt chuyện. Rồi vừa nghe cái biết nhả đâu xuống mấy đường gì à. Cái mà chỉ biết cười. Thì hãy xem nó bình thường thì nó thường, chứ tự nhiên nghe một cái mình cảm thấy bực bội, mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy bị đặc điều đặc diện, mình bị dư luận vân vân, thì tự nhiên mình nghĩ nó rất là thường. Mình và cái phương án đó không chừng họ cảm thấy đánh hoài, dập hoài mà không có gì trơn, thì tự nhiên nó cũng là thay đổi thôi. Chứ mình đừng bao giờ mình gặp họ bắt đầu hậm hự, gặp họ bắt đầu mình bực bội, thì tự tạo cho họ một cái vũ khí, cái đạn dược để họ tiếp tục coi như là họ hại mình, thì xem như mình không nghe, không thấy, không nghi, bình thường đi. Nhưng họ đánh hoài mà nó không được thì họ cũng sẽ bỏ. Họ làm gì cả. Mình không quan tâm, mình không có bị khắc khoải. Thế cũng là một cái điều mà chúng ta kham nhẫn, chúng ta tu tập. Cần nó khó bị những điều mà tập riết thì nó cũng quen. Thời gian gần đây có một người thân, có một cái tạm gọi chúng tôi là một cái người tài xế chở mình đi đây đi đó. Cái bây giờ có cái chuyện cũng xảy ra, cái mình bực bội họ. Thì mình không kêu ai á, kêu người này, không kêu người khác, thì cái chuyện nó chuyện bình thường. Nhưng nó gây một cái sự đột biến rất là bực bội. Thì ta ghét luôn cả người kia và bực bội mình, thì thôi, không người này chở, người kia chở, thì mình tìm cách mình tự mình đi, tìm phương án khác, để một thời gian cho nó dịu đi, thì mọi việc nó sắp xếp lại trật tự. Đó cũng chính là một cách mà chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta cũng xóa đi bực bội với chính họ và mình và chính họ. Những cái phương án mà tự mình phải tu tập thôi. Chứ còn bây giờ mình có quyền, mình có khả năng, mình có điều kiện, nhưng mà không làm gì làm, không phải được như vậy. Cái hành động đó phải là hành động với giá trị tu tập. Và giá trị tu tập chính là tìm cách để tháo gỡ sự khó khăn, để chính là một điều mà những cái phương án những phương cách vừa rồi thì tự nhiên ta, nhưng chúng ta mình phải tu thiên bản bất thù, hay hoặc là bình đẳng, đừng có đeo mang đi đường xa trong vòng luân hồi, trong kiếp sống này. Tội gì nó ngắn ngủi mà mình phải đeo mang, mình phải bực bội, mình phải oán hờn. Dạ, thì chúng ta thường tội có điều xin thành bài như vậy. Nếu có điều cần mỗi tốt thì kính cung thỉnh. Dạ, thường tội Nam Mô Bụt Thà giá.
sao thủ cái trường thì ta thiệt biệt. Đại Đức Minh Thông, Đại Đức Minh Thông có còn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Minh Thông nghe được, Đại Đức Minh Thông trả lời cho cuộc thảo luận số 4. Đại Đức Minh Thông trong tâm lý học Tây Phương, người ta thường phân ra là có hai hạng người, là hạng người khuynh hướng hướng ngoại và có hạng người có khuynh hướng hướng nội. Và đôi khi người ta nghĩ rằng người hướng ngoại thì mãi mãi là như vậy, người hướng nội mãi mãi là như vậy. Nhưng mà theo cái hiểu của Đại Đức Minh Thông trong Phật học đó, thì những khuynh hướng như vậy, những khuynh hướng cố hữu như vậy đó, có thay đổi được không? Xin thỉnh Đại Đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp của Ngài. Con đảnh lễ Sư Phụ và toàn thể chư vị giảng sư trong đạo tràng. Kính chào toàn thể chư vị trách tơ kính mến. Kính thưa Sư Phụ, trong tâm lý học Tây Phương đó, thường có phân loại hai loại người. Một người là hướng nội và người hướng ngoại. Mà tiếng chuyên môn họ gọi là introvert là hướng nội và extrovert là hướng ngoại. Và theo giáo lý mà cái tâm lý học này thì con thấy là cái người bên triết học hay là cái tâm lý học Tây Phương thì nó không có sâu, thưa Sư Phụ. Bởi vì nó học nó chỉ để biết là tất nó nói về cái mà gọi là cái panyati sakya, tức là cái sự thật về cái thế gian. Cho nên là nó không có đưa người ta đến giải thoát. Mà trong khi mà cái ban nhất tí sách giá này của Đức Phật giảng dạy thì nó còn có cái gọi là paramita sách giá, tức là sự thật tột cùng. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài ra đời, Ngài chỉ nói về cái sự khổ và cái sự chấm dứt khổ, là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Mà trong cái kinh Tứ Niệm Xứ đó thì có giảng dạy chúng ta. Và nếu mà những người mà có học Phật đó, thì mới có thể biến được từ một người hướng ngoại, tức là soi mói, chửi bới người ta, khinh khi người ta, trở thành một người nhìn vào cái tâm của mình để cho mình thấy mình ở đâu và mình tu hành. Đó là người trí. Còn kẻ ngu si thì thường thường trên thế gian này, thưa Sư Phụ, ông Sañcajaya, ông hỏi Ngài Sariputta và Moggallana là: này hai con, trên thế gian người ngu và người trí, người nào nhiều, người nào ít? Thì hai ngài đều nói là: thưa thầy, người ngu trên thế gian này thầy rất nhiều, người trí chỉ nằm chỉ trên cái bàn tay, trên đầu ngón tay mà thôi. Thì ông mới nói là: vậy hai con nên theo người trí là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để cái loại người ngu là cho ta. Tại vì ông muốn làm là giáo chủ của cái đám người ngu, là để được hưởng cái những cái sự cúng dường của những người ngu. Đó là cái lời nói ông Sañcajaya. Thì ở đây, kính thưa Sư Phụ, thì mình không dám nói rõ ràng là như vậy, nhưng mà thế này, những người mà chưa đến học Phật, những người mà không biết Phật, chữ Phật có nghĩa là giải thoát, chữ Buddha hay là Buddha là chỉ là cái người hiểu biết, người tỉnh thức. Thì tỉnh thức tức là biết rõ ràng là trên trần gian này là khổ, cho nên người ta nói là life is suffering, sống là khổ, đời là khổ. Life is impermanent, là cuộc đời này là vô thường, vô bất thường, bất toàn, bất toại. Bởi vì vậy cho nên life is suffering, cuộc đời là như khổ. Là tại sao? Là bởi vì tất cả mọi vật trên trần gian này, ngay cả tư tưởng chúng ta, thân thể chúng ta, máu huyết của chúng ta, nó thay đổi từng giây từng phút. Bởi vì cái lẽ đó cho nên là chúng ta bám víu vào cái thân thể này, cái thân xác này và những cái hiện tượng trên trần gian này, và cho rằng nó thường hằng, thường còn, nói chuyện nó không có. Cho nên mà bên Công giáo nói là Thiên Chúa hằng hữu, tất cả những cái đó đều là không có thật sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta rất là hạnh phúc là chúng ta đã quen với Phật pháp và quen với giáo pháp mà nguyên thủy, là cái giáo pháp từ hội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy giảng dạy đến bây giờ, và hiện tại chúng ta vẫn còn đầy đủ tạng kinh, tam tạng kinh điển.
Bởi vì vậy chứ con một con người đó, ở đây đó, để nói là tâm lý học Tây Phương thường phân loại con người có là hai người nặng thì khuynh hướng hướng ngoại, tức là soi mói. Người ta khinh chê người ta, phê bình người ta và muốn cởi đầu cởi cổ người ta, và hỏi người năng nặng khuynh hướng hướng nội, tức là introvert, tức là mình tìm xem mình đứng ở chỗ nào trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình đang tu hành hay đang là chao đảo, mình đang chánh niệm tỉnh giác hay là đang phóng dật? Thì nếu mà cái người nào mà là có học thì phải biết rằng Đức Phật giảng dạy là mình nên là chánh niệm tỉnh giác. Những người mà học Phật gặp với nhau thì trao đổi Phật pháp để hiểu thâm sâu giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hầu tiến về cái giác ngộ, tức là giác ngộ cái trần gian này là vô thường bất toại, để mà buông xả. Cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, nó đi ngược lại hết cái trần gian này. Trần gian này thì ôm đồm, phải có danh, phải có tiền, phải có tài, phải có tình. Ngay cả Nguyễn Công Trứ là một trí thức có thể nói là lỗi lạc của Nho giáo, phải nói là cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy, nếu không chơi thì có thiệt ấy ai bù. Hồi đó thì con thấy ông này thầy nói như vậy, con cũng không có cái sự suy tư. Bây giờ mình thấy vậy, mình thấy tội nghiệp cho Ngài. Trong khi giáo pháp của Đức Phật là buông xả, là bởi vì nếu ôm đồm thì phải khổ vì cái ôm đồm đó. Tại sao thì cái ôm đồm đó là mình muốn, nhưng cái đó nó sẽ không là cái mình, không là của mình. Thí dụ như cha mẹ, vợ con, bà con thân quyến, tiền bạc, gia tài của cải, mà Đức Phật nói nếu mà mất hết những cái thứ đó, thì Đức Phật nói là đó chỉ là cái mất tí xíu mà thôi. Chúng ta hiểu cái tí xíu là cha mẹ, vợ con, tiền bạc của chúng ta, khi mà chúng ta không còn cái duyên làm chủ thì tiền bạc bị mất, là người đoạt đi, hay là giả xoa lý mang đi, hay là nó là tự biến mất vì chúng ta không còn cả phước. Còn cha mẹ vợ con chúng ta mà chết đi thì chúng ta rằng cái mạng của họ đã hết thì đã chết đi, thì chúng ta biết là cái nhân quả nó như vậy, cái vô thường là như vậy. Cho nên cha mẹ chết thì vợ con chết, thì chúng ta chỉ biết là nó chết, họ chết, chết với buồn hay là tiếc nuối cái gì đó, chỉ là một cái tình cảm vì thân thiết rồi mất, rồi mình là có cái nỗi buồn nó khởi lên trong tâm chúng ta. Nước mắt thì có rơi nhưng mà khổ thì không. Bởi vì chứ nếu mà cha mẹ chết, mọi người mà bà con chúng ta chết mà chúng ta khổ, là những người đó là vô minh, là tại vì không hiểu là cái mạng sống của họ chết, thì mạng sống của cha mẹ vợ con chết, con cái mình chết, thì mình chỉ buồn là vì cái tình cảm để sống trong bao nhiêu đó rồi mất rồi mình buồn thôi, chứ khổ thì không. Tại vì mình biết đó là vô thường, cái mạng sống của họ là như vậy. Cho nên cái người mà hướng tâm về hướng nội là người đó sẽ thấy là mình ở đứng ở đâu và mình phải có cái thái độ nào. Đức Phật đã giảng dạy rằng chúng ta không có khả năng thay đổi hoàn cảnh, mà chúng ta có khả năng thay đổi cái thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh đó, và cái thái độ đó là buông xả, cái mà gọi là letting go of everything, tức là tất cả những cái gì mà vướng mắc, mà chúng ta đã vướng mắc từ xưa đến nay, thì mình sẽ nhẹ nhàng nó buông xả nó đi. Khi cần thì sử dụng, còn khi không cần thì buông xả nó đi, để mà không có vướng mắc. Vì vậy cho nên có một lần mà Đức Phật giảng dạy, hay là những cái vị tỳ kheo á, mà quan sát thấy một vị tỳ kheo nào đó đến một cái chùa đó ở 3 ngày mà ra đi thì đùm đùm đề đề hành lý. Thì ông nói ông mới đến đây 3 ngày mà như vậy, rồi đến đây lâu nữa thì thế nào? Cho nên khi mà con cảm thấy là mình có nhiều đồ đạc thì con cũng thấy là mắc cỡ, là hổ thẹn, là mình còn cái tham của mình vẫn còn. Cho nên cái người nào càng buông xả thì càng thảnh thơi. Có một người viết nói rằng những con chim nó bay trên trời, nó thông thả, nó ngao du như vậy, thì hai cánh nó và hai chân nó không có đô la, không có những cái vali gì vàng bạc thế này nọ, mà nó thảnh thơi. Mà khi là nó đói thì nó xả ăn rồi nó đi, và đó là cái thái độ của những người người tu hành buông xả. Cho nên kính thưa sư phụ, cái việc mà hướng nội là để thấy mình ở đâu, để thấy mình có vướng mắc
để thấy sự cái tu hành của mình, cái trình độ tu hành, từ trình độ xả bỏ của mình đến đâu, để mà mình biết, để mà mình tu hành. Còn mà hướng ngoại là phê bình, rồi chửi bới người ta là một cái thái độ không có ai ưa. Mà cái đó là tất cả chúng ta khi mà chưa tu học thì chúng ta cũng vướng mắc, mà tu học rồi thì bớt bớt vướng mắc. Mà cái người nào mà không còn vướng mắc nữa thì đó là chứng những cái đạo quả sơ nhị tam tứ đạo quả, tùy cái sự buông xả và học hiểu hỏi của chúng ta. Do vậy những người Phật tử có mặt trong room này và những tu sĩ có mặt trong room này thì phải nghe theo lời đức giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thường xuyên đọc kinh, thường xuyên suy niệm về kinh, thường xuyên về suy niệm về Phật pháp tăng và cái giáo lý giáo pháp của Ngài, mà để mình thấy chúng ta như thế nào, chúng ta đang ở đâu trong giáo pháp của Ngài. Tức là hướng nội là introvert chứ không phải là extrovert. Và như vậy thì chúng ta mai ra có mong mà tiến bộ. Còn người mà nhìn soi mói người ta để cho rằng mình hơn người khác, dạ trên thế gian này mình chẳng có hơn ai hết. Vì vậy cho nên là con có cái philosophy là tất cả mọi người là sư phụ của mình, ở trong một cái điều là để cho mình thấy rằng mình đừng có kiêu mạn. Người ăn trộm nó có cái tai nó lanh hơn mình, nó móc túi mà người ta không hay, cái tài năng đó con thua họ. Mà thằng vua côn nó đánh lộn hơn con, tài năng đó con thua họ. Rồi tất cả những người mà trong những cái lĩnh vực nào thì con thấy mình có thuộc là thua họ, chứ để mà mình dằn lòng mình nhớ rằng mình không là ai cả, mình chỉ là một người học hỏi, mà tiếng Anh gọi là lifelong learner, là một người luôn luôn học hỏi. Kính thưa sư phụ, đó là những tư tưởng mà con có đối với câu sổ hỏi, câu thảo luận số 4 là tâm đi học Tây Phương phân loại ra có hai loại người nặng khuynh hướng, là hướng ngoại là extrovert và hướng nội là introvert. Theo Phật học thì khuynh hướng cố hữu có thể thay đổi được chăng? Kính thưa sư phụ, cái khuynh hướng cố hữu có thể thay đổi được nếu người hành giả đã thấy rằng hướng ngoại là đau khổ sanh tử luân hồi, ở đời chẳng có ai ưa, và mình gây ra nhiều cái tội lỗi mà mình không biết bởi vì mình kiêu mạn. Còn hướng nội là mình nhìn thấy cái vị trí của mình ở đâu trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn vướng mắc hay là đã thênh thang. Vì vậy cho nên con chọn là mình nên hướng nội, mà không phải lâu lâu mình nói một tiếng, mà hướng nội là từng giây phút. Mà cái người hướng nội đó, theo cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì đó là mindfulness, tức là người đó ở trong chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là mình hướng nội để thấy rõ cái tâm của mình đang ở đâu và làm gì. Đó, và đó là cái nhận xét của con trong cái câu thảo luận số 4. Xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sau một cái trường Đại Đức Viên Thông, câu trả lời của Đại Đức Viên Thông đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung về thuyết giảng, đại lễ với Ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Chúng con thành kính chúng thượng tọa giác đẳng và quý chư tôn thượng tọa. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích. Thay con đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại sự an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải